38. Nắp đi. Làm gì thế? Phát hiện ra một kênh sâu, đội trưởng Mã đã xuống thăm dò. Có phát hiện gì không? Muốn sống thì trả lời cho cẩn thận. Có phải anh từng làm đầy tớ ở Tân Đại Thiện? Lão Tẩu nói trước 10 giờ phải gặp được các cậu. Chuẩn bị mìn. Dân, ở đây có một cái động. Ném. Đội trưởng, nhanh xuống đi. Trưởng quan Kato, hình như bên ngoài có chuyện. Nhanh, đóng cửa. Các anh ở đây canh chừng. Tôi đi kéo cảnh báo. Dừng. Quả nhiên đội vũ trang đã tới. Hành động. Dừng. Chuẩn bị tấn công. Tất cả mọi người rút về khu giám sát. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi đi thả người. Anh đi cứu A Mẫn. Dừng. Đồ ngu. Nhanh mắc câu. Đồ ngu, nhanh mắc câu. Nhanh cái gì? Đồ ngu, nhanh mắc câu. Đứng lên, đứng lên, nhanh lên. Anh học tiếng của quân Nhật bao giờ thế? Tôi không biết. Vậy vừa rồi anh nói cái gì? Đồ ngu, nhanh mắc câu. Được rồi, anh rất thông minh. Được chưa? Phát tài rồi. Được rồi. Đứng im. A Mẫn. Đồ chó. Anh Mảnh, đừng nổ súng. Là anh ta đã cứu em. Người của mình à? Hai người gặp Mã Nhị Não rồi đúng không? Là tôi ép cậu ta đi. Anh là Lão Tẩu. Đúng. Nhanh cứu quái đi. Tôi đi giúp người của đội trưởng Cao thả người. A Mẫn. Anh Mảnh, đám súc sinh này bắt nạt em. Đã qua rồi, qua hết rồi. Đừng sợ. Còn sống là tốt. Còn sống là tốt. Khốn kiếp. Dám mạo nhận bọn tao à? Đi chết đi. Có phải cậu từng làm đầy tớ ở Tân Đại Thiện thôn Sông Kiều? Lần này là người thật. Đúng. Là tôi bảo Mã Nhị Não đi tìm các cậu. Gọi thế nào? Lão Tẩu. Có chìa khóa không? Tránh ra. Mở cửa.
Mở cửa. Mau, mau ra ngoài. Mở cửa, ra ngoài đi. Ra ngoài hết đi. Chuyện gì thế? Ra ngoài. Mau lên. Mau, ra ngoài. Tôi đến khu giám sát. Được. Chuyện gì thế? Lên trước một chút. Lên phía trước. Tiến lên chút nữa. Lên chút nữa. Đi mau. Đi mau. Còn chờ cái gì? Đi đi. Thái quân. Ý gì thế? Nghe khẩu âm của tôi, có giống người Nhật không? Hảo Hán là người bên nào? Đội vũ trang Bát Lộ quân. Đội vũ trang. Ngưỡng mộ đã lâu. Người anh em, tôi ở trại Hắc Phong làm thổ phỉ. Vì sao cứu bọn tôi? Vì sao bị bắt? Cướp lương thực của quân Nhật. Chạy không nhanh. Được, đánh giặc thì chính là người của mình. Đi thôi, đừng lằng nhằng nữa. Nói hay. Đánh quỷ là người của mình. Các anh em, đánh giặc thì chính là người của mình. Đi. Người đều ra ngoài hết. Các anh em, vị trưởng quan này nói rồi, chỉ cần cùng đánh giặc thì là người của mình. Chúng ta còn chờ gì nữa? Xông lên. Xông lên. Đứng lại hết. Ở bên ngoài giặc ở trên tháp đang cầm súng nhắm vào chúng ta. Ra ngoài là bắt từng người một. Làm sao bây giờ? Thời gian tương đối rồi. Tháp có lẽ đã bị lấy mất. Tháp đã bị khống chế. Đi. Cẩn thận. Đi theo tôi, lấy đồ, đi. Đội trưởng. Đội trưởng đã chuẩn bị xong. Tốt, phát vũ khí cho các anh em. Được. Đội trưởng, Triệu Mảnh đâu? Đi cứu A Mẫn. Đội trưởng, tránh đường, tránh đường một chút. Đội trưởng, tôi đã cứu được A Mẫn. A Mẫn, cô vất vả rồi. Đội trưởng Cao, Lữ đại ca bảo tôi tìm các anh báo tin. Tôi tưởng các anh còn ở lữ quán, cho nên mới nhanh chóng quay về. Đừng nói nữa, tôi đã biết hết. Cô là người tốt. Mảnh tử, chăm sóc tốt A Mẫn. Dạ. Các anh em, nghe cho kỹ. Thứ này không biết dùng cũng không sao. Lát nữa nhớ kỹ, ra sức đâm giặt là được. Biết chưa? Biết rồi. Các anh em, chúng ta xông ra ngoài. Đi.
Cầm lấy. Mạnh quá đi, xông lên. Trưởng quan, chúng ta ở đây làm gì? Xin cho phép tôi dẫn người tấn công. Vội cái gì? Thiếu tá Ishijima đích thân chỉ huy tác chiến ở bên trong, lẽ nào còn không chống nổi mấy tên giặc vũ trang này à? Nhưng mà thiếu tá chỉ dẫn một tiểu đội, vậy cũng không nhiều hơn đội vũ trang à? Trưởng quan, để đảm bảo, xin cho phép tôi nghĩ cách cứu thiếu tá Ishijima. Bớt phí lời, ồn ào cái gì? Không cần tranh nữa, ở yên chờ lệnh. Thần ưng đại nhân, lệnh tối nay có hứng muốn đi săn. Nhiệm vụ của hai người là phải giúp đại nhân xử lý rác. Nghe tiếng súng bên trong, tôi nghi ngờ phạm nhân bên trong đã được vũ trang hết rồi. Xin thần ưng đại nhân đừng mạo hiểm. Trung phong chúng tôi có thể đánh chết hết bọn chúng. Trưởng quan, vừa rồi cô còn nói bên trong chỉ có mấy người của đội vũ trang, không cần lo mà. Đối với thần ưng đại nhân mà nói, cho dù bọn chúng có nhiều hơn thì chẳng qua cũng là có thêm nhiều bia sống. Đúng. Đội trưởng, quân Nhật ở khu giám sát đã diệt sạch hết. Đi. Đi. Lão Tôn để lại cửa cho chúng ta. Mở cửa. Các anh em, chúng ta sống ra ngoài rồi. Đội trưởng Cao, may mà có các anh. Đại ân không nói thành lời. Người anh em, thấy các anh đều là anh hùng hảo hán, thổ phỉ không phải là chuyện lâu dài. Tham gia đội du kích của chúng tôi đi. Đội trưởng Cao à, chúng tôi không đi được. Các anh em ở trên núi tự do quen rồi. Cái đó sau này chỉ cần các anh dùng tới chúng tôi, chúng tôi sẽ lao vào dầu sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Cũng được, nhớ lấy, chỉ cần đánh giặc, không bắt nạt lão bá tánh, ngày sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Được, vậy chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Đội trưởng Cao, cáo từ, sau này gặp lại. Các anh em, có, đi. Được. Bắn tỉa, ẩn náu. Không được cử động. Lão tổ, nhà lao còn sắp xếp bắn tỉa à? Tôi không biết. Có lẽ không phải của nhà lao. Đội trưởng, không phải chỉ là một tay bắn tỉa à? Tôi dụ hắn ra. Hắn chỉ cần nổ súng, anh có thể dễ dàng tiêu diệt. Anh Mảnh à, nằm xuống, đừng kích động. Không đơn giản như vậy. Không giống tay bắn tỉa thông thường. Đội trưởng, lẽ nào hắn là thần súng của Nhật Bản? Các anh em, cùng lên, chia ra đi. Tôi xem hắn một súng có thể bắn chết được bao nhiêu người. Này, đừng ra ngoài. Quay lại. Chú ý quan sát vị trí bắn tỉa. Anh ta vừa nổ súng, chúng ta bắn ngay. Dừng.
chết rồi, chắc chắn là chết hết rồi. Sakamoto, giấu cả quân Nhật nhà Lao. Có lẽ bọn chúng đã mai phục từ lâu. Còn đường khác không? Hết rồi. Chỉ còn con đường này. Nếu mà chúng đã là đội quân lớn, vì sao không lên luôn? Cho tay bắn tỉa làm gì? Đây chính là dùng hào làm ranh giới. Chỉ cần người giữ qua hào là do đội quân lớn phía sau lo. Đây là đội quân lớn bao vây chúng ta. Chơi bẫy thỏ cùng hắn à? Không xông lên cũng chết. Các anh em, liều thôi. Lên, đừng ra ngoài tìm cái chết. Đừng chơi ẩn nữa, ra ngoài đi. Hồ ly, quay về. Con ngốc không? Đội trưởng có lẽ đã chết hết. Chưa chắc. Đây không phải là tay bắn tỉa thông thường. Anh ta vẫn luôn di chuyển nhanh tìm mục tiêu. Hơn nữa thích ứng với địa hình khá nhanh. Nếu như anh ta không lấy hào làm ranh giới, hạn chế bản thân, phần đất rộng lớn này không ai thoát khỏi miệng súng của anh ta. Không ngờ cái gọi là thần súng của quân Nhật thật sự lợi hại như vậy. Đội trưởng, ngày mai là thủ trưởng qua dốc Phong Lâm, làm sao bây giờ? Hôm nay cho dù chúng ta không thoát ra ngoài, bất kể thế nào cũng phải xử lý được tay bắn tỉa. Lão Tôn đâu? Chắc chắn là anh ta đang tìm thời cơ. Việc chúng ta có thể làm là tạo cơ hội cho anh ta. Đội trưởng, tôi đi. Không có chuyện của cậu. Bảo vệ tốt A Mẫn. Tiếng súng rất kịch liệt. Trưởng quan, chắc chắn là Mitsuko đang tấn công nhà Lao. Trưởng quan, mấy phút nữa là tới rồi. Ngược lại tôi hy vọng đội vũ trang có thể kiên trì tới lúc đó. Để anh tự tay giết chúng à? Không, ai giết cũng giống nhau. Chúng ta không cần dội tới nhà Lao nữa. Ở bên ngoài nhà Lao xây thêm một đường bảo vệ. Trưởng quan, bọn chúng không thể trốn khỏi tường đồng vách sắt của nhà Lao. Chúng đã thoát khỏi tường đồng vách sắt của mộ tập thể. Tôi đã hiểu. Đội trưởng, để tôi. Tôi từng được huấn luyện nghiêm ngặt về bắn tỉa. Tôi mạnh hơn họ. Thật không khiêm tốn. Nhanh nhất có thể. Tôi lo Sakamoto sắp tới rồi. Dạ. Chú ý an toàn. Dương Tử Nguyệt, quay về đi. Có lẽ anh ta đã chết. Tôi cho anh ta một cơ hội. Đừng mạo hiểm. Khiêu khích à? Chết. Dương Tử Nguyệt. Đội trưởng. Đội trưởng Dương Tử Nguyệt. Lão Tôn ra tay rồi. Xông lên. Xông lên. Sao thần ưng đại nhân không có động tĩnh? Lẽ nào ngài ấy đã trúng đạn rồi?
Điệp cứu đại nhân, mau. Trưởng quan, trận địa phải làm sao? Nếu đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết. Dạ. Tiểu đội Tiểu Lâm, kiên trì bảo vệ trận địa. Những người khác theo tôi. Dương Tử Nguyệt, Dương Tử Nguyệt, cô bị thương ở đâu? Dương Tử Nguyệt, cô tỉnh lại đi. Được rồi, đừng lay nữa. Sắp bị anh lay tới chết rồi. Còn sống à? Cô bị ngốc hả? Cô chỉ có một cái mũ. Cô xông ra như vậy, chẳng khác nào làm bi sống. Anh bị ngốc à? Tôi không làm vậy, làm sao hắn có thể mắc lừa? Dương Tử Nguyệt, tôi nói cho cô biết, khó khăn lắm cấp trên mới cử cho tôi một phó đội trưởng dự ý. Sau này không được mạo hiểm. Được rồi, tôi không sao. Đội trưởng, anh xem, quân Nhật đang tiến về phía bên này. Xem ra là tay bắn tỉa đã bị bắn trúng. Chúng ta phải nhân cơ hội này xông qua đó. Các đồng chí, xông lên. Đi. Nằm xuống. Bắn cái đèn đó. Là Lão Tôn. Các đồng chí, xông lên. Bắn. Đội trưởng, cậu bị thương rồi. Thần súng của Nhật thật lợi hại. Rút đi. Đội trưởng, bên này có mấy chiếc mô tô. Chúng ta đi. Đi. Thần ứng đại nhân. Thần ứng đại nhân. Thần ứng đại nhân. Đừng tìm nữa. Đại nhân ở đây. Lão quân Nhật, có đường khác không? Hết rồi. Qua cửa núi phía trước mới có đường rẽ. Hết cách rồi. Chỉ có thể cố xông qua thôi. Không thể liều xông qua. Tôi có cách, có thể khiến Sakamoto chuyển hướng. Thái quân, đứng im. Thái quân, tôi muốn gặp Sakamoto Thái quân. Sakamoto Thái quân. Sakamoto Thái quân. Có chuyện gì? Anh ta lại. Anh ta là tiểu đội trưởng quân cảnh bị nhà lao, gọi là Lão Tẩu. Tên thật là gì? Tên thật. Anh không thân với anh ta? Không thân. Sakamoto Thái quân. Không hay rồi. Sao vậy? Đội vũ trang chạy rồi à? Đội vũ trang bị bắn chết hết rồi. Vậy thì anh gào cái gì? Nhưng mà đại nhân không ổn rồi. Cái gì? Chuyện gì vậy? Ngài ấy bị Tôn Nhất Thương của đội vũ trang bắn trúng, bị thương nặng. Tôi phải mời Tanaka Thái quân làm phẫu thuật cho ngài ấy. Trúng đạn ở đâu? Trước ngực. Người ở đâu? Mau dẫn đường. Nhị Nạo, người anh em Nhị Nạo, anh mau lái mô tô của tôi. Chân tôi bị thương rồi. Mã Nhị Nạo, không thân à? Không phải, chúng tôi đi mau. Dạ. Ngã rẽ phía trước, rẽ trái. Lão Tẩu, anh qua đây lừa Tanaka. Anh kéo tôi theo làm gì? Tôi sợ anh không có tiền đồ, bán đứng tôi. Tôi. Rốt cuộc anh có gặp họ không? Gặp rồi. Chuyện này làm rất tốt. Tôi vẫn câu nói cũ, đảm bảo anh không chết. Anh thôi đi. Anh lộ thì tôi cũng lộ. Anh bảo vệ được tôi chắc. Im miệng, rẽ trái.
Rẽ rồi. Quân Nhật bắt đầu rẽ rồi. Đợi quân Nhật tránh đường, chúng ta lập tức xông qua. Dừng xe. Đội trưởng, rẽ được một nửa thì dừng lại rồi. Cũng coi như đã tránh được đường lớn. Chúng ta xông qua. Vì sao phải rẽ? Không phải chúng ta quay về nhà lao à? Thái quân, đại nhân là ở trong rừng cây phía tây, bị đội vũ trang bắn trúng. Chúng ta từ bên này tiến gần, nắm bắt thời gian, mau đi thôi. Thái quân, anh qua đây, tôi có lời muốn hỏi. Dạ. Chuyện gì vậy Thái quân? Bỏ đi, không sao, tiếp tục dẫn đường. Dạ. Chân của anh hết bị thương rồi à? Trưởng quan, đã nói từ lâu, bọn chúng đều không đáng tin. Cũng không thể nói như vậy. Mã Nhị Nạo, Thái quân, vừa rồi may mà có anh, tôi sẽ trọng dụng anh. Tôi một lòng trung thành với hoàng quân. Trời xanh chứng giám. Trúng kế rồi, mau đuổi theo. Mau mở cửa, mau, mau. Sao thế? Xe hết xăng rồi, tất cả xuống xe. Mãnh tử, đưa A Mẫn đi. Các người khác ở lại. Không, tôi ở lại. Cục tuần mệnh lệnh, đội trưởng Cao, nếu các anh đều hy sinh, tôi và trưởng Mãnh làm sao có thể sống yên. Đúng, hai chúng tôi không đi, nếu chết thì cùng chết. Đội trưởng, quân Nhật ngày càng tới gần. Đánh. Nhanh, nhanh lên. Đội trưởng, đội trưởng, sao cô lại tới? Có nhiệm vụ quan trọng, đương nhiên tôi phải tới. Sao biết chúng tôi ở đây? Tôi đoán các anh muốn cứu A Mẫn, cho nên tới chỗ nhà lao trước. Không ngờ thật sự đã đoán trúng. Thông minh. Đừng nói nữa, mau lên xe đi. Rút. Trưởng quan, có đuổi theo nữa không? Không kịp rồi. Quay về. Hiện giờ tôi lo nhất chính là thần ưng đại nhân.
Thái quân, lão tẩu lừa chúng ta, chắc là thần ưng đại nhân không sao đâu. Có phải anh đã biết từ lâu lão tẩu là người của Bác Lộ? Không phải, đâu có, Thái quân, tôi thật sự không thân mà. Vậy sao anh rút súng ra nhanh như vậy? Chuyện này, khi đó ngài gặp nguy hiểm, tôi lo cho ngài gặp nguy hiểm mà. Thái quân, anh ta không thể giết được tôi. Phải, đao của Thái quân còn nhanh hơn súng, cái này tôi biết. Lần này không thể giết chết đội vũ trang, chắc chắn sẽ trở thành mầm quạ. Tôi và Cao Phong Lượng vẫn còn trận đấu cuối cùng, chính là hôm nay. Mizuko, sao lại như vậy? Nhiều người như vậy mà không bảo vệ nổi đại nhân. Là đại nhân nhất định đòi đi săn, kết quả bị đạn lạc bắn trúng. Không phải đạn lạc, chắc chắn là Tôn Nhất Thương. Đội trưởng, tình hình là như vậy. Tư lệnh Viên Chu còn đặc biệt bảo tôi nói với anh, hành tung của thủ trưởng lần này chính là bị nội gián mà chúng ta đã theo đuổi rất lâu bán đứng. Hắn cũng đã bại lộ về chuyện này. Hắn đâu? Lúc chạy trốn đã bị bắn chết. Hắn hại chúng ta thê thảm. Đáng tiếc không thể tự tay giết hắn. Phản đồ đều không có kết quả tốt. Chẳng trách quân Nhật lại cử ra thần ưng nhân vật lớn như vậy. Chắc chắn bọn họ đã có được tình báo chính xác. Lão Tôn, đội trưởng, vết thương của anh cũng là do anh ta bắn có phải không? Sau khi Dương Tử Nguyệt dụ anh ta nổ súng, có lẽ tôi đã bắn trúng anh ta. Tôi nghe thấy tiếng kêu của anh ta. Tôi cũng nghe thấy. Cho nên tôi chần chừ nửa giây không di chuyển. Không ngờ anh ta lập tức bắn trả một phát. Trong đêm tối đột nhiên trúng đạn, anh ta cũng có thể trong nửa giây phân biệt vị trí của kẻ thù để bắn trả. Kỹ thuật bắn và năng lực định vị của anh ta quá đáng sợ. Đúng, anh ta là đối thủ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Từ biểu hiện của anh ta cho thấy đã đạt đến cảnh giới tùy theo ý muốn. Vậy so với anh thì mạnh hơn tôi. Tôi có thể bắn trúng anh ta hoàn toàn là vì anh ta khinh địch, hoặc là không ngờ có sự hiện diện của tôi. Tôi chỉ trúng đạn cánh tay đã là may lắm rồi. Hai người nói chuyện đúng là kỳ lạ. Lão Tôn, anh là thần súng của chúng tôi. Tôi chỉ rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của bản thân, nhưng mà anh ta hoàn toàn là một con quỷ, không thể phán đoán. Thần súng đấu ma súng, thế này thì có cái để xem rồi. Vì sự an toàn của thủ trưởng, tuyệt đối không để con quỷ này tới dốc Phong Lâm. Đại nhân, tôi không biết ai đã làm cho anh bị thương. Có. Mười tám năm nay, lần đầu có người có thể khiến tôi bị thương. Thật không ngờ trong đội ngũ của Bác Lộ lại có cao thủ bắn tỉa như vậy. Nhất định là Tôn Nhất Thương. Tôn Nhất Thương à? Đúng đại nhân, anh ta là bắn tỉa trong đội vũ trang. Chả trách người này phán đoán vị trí chính xác, lúc nổ súng nắm chắc quả quyết. Tôi chưa từng gặp. Bởi vì anh ta mà kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút. Thay đổi như thế nào? Trước khi chấp hành nhiệm vụ ám sát, phải giết chết anh ta. Đại nhân, không cần vội phục thù. Đợi sau khi ám sát xong, giết anh ta cũng không muộn. Không phải tôi báo thù. Lần này mục tiêu ám sát của tôi ít nhất có 3 người. Nhưng mà tôi đã nổ phát súng đầu tiên thì nhất định sẽ để lộ vị trí. Nếu Tôn Nhất Thương ở đó, anh ta sẽ không cho tôi nổ phát súng thứ hai. Tôi đã hiểu. Trước khi tới dốc Phong Lâm, tôi sẽ giết anh ta. Làm sao tìm được anh ta? Đại nhân không cần lo. Tình hình bây giờ
là chúng đang điên cuồng tìm chúng ta. Cho nên đây là màn đối đầu hai bên đều cần. Chúng ta phải thâm nhập lãnh địa của bác lộ. Tanaka, trưởng quan, đây là cơ hội tôi vẫn luôn chờ đợi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau chóng đi chuẩn bị. Dạ. Thời gian không còn nhiều. Bọn chúng phải trước chiều nay đến dốc Phong Lâm. Tuyến đường gần đây có lẽ là từ Hắc Phong Khẩu xuyên vào đến căn cứ địa của chúng ta. Quân phân khu đã khởi động kế hoạch giết sắt. Quân chính quy, đội du kích đến người dân đều cũng đã phát động hết. Khắp nơi đều là trạm gác sáng tối. Đừng nói là quân Nhật, một con lợn cũng khó lẻn vào. Sakamoto sẽ không cứ thế xông vào. Có lẽ chúng sẽ chọn tuyến đường khác. Ngã Lan Đà, đây là đường sắt vận chuyển nối liền duy nhất giữa Pháo Lâu và Định Tây để quân Nhật thâm nhập nội địa của chúng ta. Nếu như chúng đi xe đến Pháo Lâu ở Ngã Lan Đà, có thể đi vòng trên 8 phần trạm gác của chúng ta. Tuy đường cách xa dốc Phong Lâm, nhưng mà thời gian tiêu tốn so với trực tiếp xuyên qua Hắc Phong Khẩu có lẽ cũng tương đương, đều có khả năng. Vậy hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Đội trưởng, tôi chen vào một câu. Cứ nói. Nếu chúng ta đã biết quân Nhật muốn tới dốc Phong Lâm ám sát thủ trưởng, có thể để thủ trưởng tạm thời quản hành động. Chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ quân Nhật rút khỏi Trung Quốc. Nghe nói quân Nhật muốn tới ám sát, chúng ta liền phải nhường đường. Còn chống Nhật à? Không phải, tôi cũng là nghĩ cho an toàn của thủ trưởng. Cậu quá thông minh rồi. Sự an toàn của thủ trưởng phải dựa vào chúng ta bảo vệ, mà không phải dựa vào trốn tránh. Tiểu Qua, lần này đội du kích đều nghe theo chỉ huy có phải không? Đúng, tư lệnh đã nói muốn đối phó kiểu hành động ám sát dụng giặc này của đám quân Nhật, đội vũ trang làm tốt hơn. Lần này Cao Phong Lượng sẽ làm chỉ huy. Như vậy là sao đây? Cái gì mà dụng giặc chứ? Lần này tôi phải làm một lần lớn để lão Chu nhìn rõ. Tiểu Qua, đội du kích đang ở đâu? Cô đưa chúng tôi đi. Dạ. Đội trưởng, tôi muốn đi cùng mọi người. A Mẫn cô nương, lát nữa chúng ta tập hợp với đội du kích. Tôi bảo họ đưa cô tới nơi an toàn. Tôi không thể đi cùng mọi người à? A Mẫn, lát nữa bọn anh phải đánh trận, không ai chăm sóc cho em. Tôi là muốn đánh trận mà. A Mẫn cô nương, cô quay về luyện tập trước, sau đó lại gia nhập đội vũ trang. Tiểu Hoa trước đây cũng như vậy, có phải không? Đúng, A Mẫn, đừng nóng vội, sẽ có cơ hội. Em xem, mọi người đều gia nhập như vậy. Như vậy là sao? Đội vũ trang vẫn luôn không lộ mặt. Đây là học theo bọn họ. Dùng ghẻ ông đập lưng ông. Giữ lại đi, chắc chắn có tác dụng. Bọn họ làm gì thế? Càng quét xuống làng, mở đường thông tới căn cứ địa của bác lộ cho chúng ta. Tuy hành động của chúng ta đã không còn là bí mật, nhưng mà không cần thiết khua chiêng múa trống. Đại nhân, đây là kế nghi binh, tôi tự có sắp xếp. Rất tốt, lần này trông cậy vào anh. Đừng làm tôi thất vọng. Xin đại nhân yên tâm. Chuẩn bị xong thì báo tôi biết. Dạ. Thái quân, sao thế? Các anh đều đi, trị an trong thành phải làm sao? Hay là để tôi ở lại? Tôi phụ trách trị an trong thành, đảm bảo trông coi tốt hậu diện giúp Thái quân. Anh muốn chạy trốn khi lâm trận? Không, tôi thật sự công phu mèo cào của tôi không làm gì được. Đi rồi còn kéo chân các anh. Mã Nhị Nạo, anh đừng tự ti. Tôi mang theo anh chắc chắn sẽ hữu dụng. Hơn nữa còn có tác dụng quan trọng. Tôi có thể làm gì chứ? Tới chuyện đó anh sẽ biết. Làm cho tốt, tiền đồ của anh sẽ rộng mở.
Cảm ơn Thái quân. Trưởng quan, đã chuẩn bị xong, xuất phát.